Sau một tuần lễ thì Duy Nguyễn cũng quyết định làm thêm một cái clip để hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn đam mê về hát livestream hay là thu âm. Chúng ta có thể giao lưu nhau. Đó, và Duy Nguyễn thì khả năng mình biết cái gì thì mình cũng sẽ sẵn sàng mình chia sẻ cái đó thôi. Cho nên là có thể là cái clip Duy Nguyễn làm á, nó sẽ hơi dài dòng một tí, nhưng mà nó rất là cặn kẽ và chi tiết. Cho nên là mọi người á, chịu khó theo dõi cặn kẽ nha. Tại vì á, có những cái mọi người hỏi em, nhưng mà thực sự là em đã có trình bày trong cái clip rồi. Nhưng mà mọi người có thể là trong quá trình mình coi á, mình làm biến á, mình test, mình cứ trả tới để mình coi thì nó sẽ bỏ qua cái giai đoạn đó ha, thì rất là quan trọng. Cho nên là mọi người kệ, ráng chịu cực coi hết cái clip để làm chi, để mình nắm được cái căn cơ và cái cơ bản nhất, để làm sao mà mình tự tay để mình tạo ra được một cái project để mình hát thì nó mới thực sự là nó đúng cho mình. Đó, thì những cái mà Duy Nguyễn chỉ á, là hướng dẫn cho mọi người cái cơ bản cho đến nâng cao, tức nghĩa là cặn kẽ để cho mọi người nắm bắt được cái lý thuyết và đồng thời là mọi người có thể tự thực hành được và không cần thiết là phải nhờ ai cài đặt giùm hay là gì hết á. Rất là nhiều người comment cho Duy Nguyễn kêu là Duy Nguyễn có nhận cài project mướn này nọ được không? Thì thực sự Duy Nguyễn cũng không có làm đâu. Cho nên Duy Nguyễn cũng không có thời gian nhiều. Cho nên ví dụ như lâu lâu á, Duy Nguyễn rảnh á, thì Duy Nguyễn sẽ giúp. Đó, còn nếu như mà không rảnh thì mọi người thông cảm ha. Cho nên là mọi người chịu cực coi cái clip ha. Duy Nguyễn chỉ cũng rất là cặn kẽ. Còn nếu như mà ai mà muốn cài mướn á, là Duy Nguyễn tính mắc rắn chịu rồi nha. Rồi nói cho nó vui vậy thôi. Ok. Thì hôm bữa đó, bữa giờ là Duy Nguyễn đã cho ra là hai cái sản phẩm clip rồi thì phải, hình như là một cái là hướng dẫn về cái tạo project đơn giản, với một cái là hướng dẫn cho mọi người thiết lập cái input đầu vào. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn bài lại và đồng thời Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh reverb luôn. Đó, thì cái mấu chốt chính trong cái bài ngày hôm nay á, là Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn là chỉnh reverb sao cho nó hay. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là chỉnh delay tạo không gian sao cho nó hay. Đó, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái bài hôm trước ha, là chúng ta sẽ tạo một cái project mới hoàn toàn. Và cuối cái clip Duy Nguyễn sẽ, sau khi cái project này Duy Nguyễn tạo xong á, Duy Nguyễn sẽ để bên dưới cái link luôn để cho mọi người tải về để sử dụng ha. Và trong quá trình sử dụng á, mọi người cứ ôn lại những gì mà Duy Nguyễn chỉ để sử dụng cho nó đúng, chứ không phải project nào khi mà chúng ta tải về rồi là chúng ta sử dụng nó sẽ hay đâu. Tại vì tùy theo thiết bị của mỗi người nó mỗi khác nữa. Rồi lớp nào input đầu vào các thứ hết ha. Rồi, bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở Cubase lên. Đó, ở đây Duy Nguyễn mở sẵn rồi nè. Thì nó là một cái Cubase trống, tức nghĩa là không có cái gì hết trơn. Thì mới vô á, các bạn chú ý giúp mình là thiết lập cái đầu vào, đầu ra trước để cho nó hợp lý ha. Ở đây á, thì các bạn hãy vào cái phần Studio nè, xuống Studio Setup. Các bạn hãy, nếu mà livestream á, thì các bạn chọn Isoling Roll giúp mình nha. Chọn Isoling Roll. Đó. Sau khi mà chọn xong á, thì nó sẽ hỏi chúng ta, các bạn xuống đây luôn nè, các bạn xuống Isoling Roll dưới này ha, các bạn thiết lập là cho nó đừng có trễ tiếng ha, chọn 256 thôi để cho hát cho nó đừng có trễ tiếng. Chứ chọn 512 hay là 1024 á, hát nó sẽ trễ tiếng rất là khó chịu, thậm chí có khi Duy Nguyễn hát chỉ có 192 thôi. Thì ở đây mình sử dụng 256 đi là nó hợp lý. Rồi. Chính vì hát live cho nên là chúng ta càng làm sao để mà cho nó càng nhẹ, nó càng tốt, chứ mình không thể nào mình bỏ quá nhiều lút gain vô nha. Khi mà mình bỏ quá nhiều lút gain vô, cái máy của mình nó sẽ ngốn rất là nhiều RAM và CPU, nó sẽ xử lý rất là nặng nề và chúng ta live nó sẽ bị giật lắc, thậm chí hả là nó bị đứng hình luôn. Đó. Rồi, sau khi xong hết các bạn ok, thiết lập cái chọn Isoling Roll ha. Ok. Rồi các bạn xuống dưới cuối góc màn hình bên phải nè. Đó, các bạn hãy làm giống mình ha. Đó, kéo hiện tại là Mi 1 đã có tín hiệu rồi nè. Bây giờ các bạn bấm cái phím F4 lên. F4. Rồi. Cái input đầu vào nè. Stay nó là nhạc. Đó, cho nên các bạn hãy chọn nó là 3-4 giúp mình nha, 3-4. Đó. Đồng thời các bạn add thêm hai cái bass nữa. Ở đây là mono nha, micro thì mình chọn là mono, mình sẽ add hai cái micro vào. Add bass. Đó, input 1, input 2 là hai cái ngõ vào ở trên sau cà của mình đó, ngõ số 1 và ngõ số 2 ha. Thì lát nữa mình sử dụng mic máy thì mình đặt tên cho nó nè. Ví dụ như cái này là mic số 1. Bài hôm nay em sẽ cố gắng lướt qua nhanh. Đó. Tuy là ôn bài nhưng mà em sẽ lướt nhanh ha. Các bạn vẫn có thể làm theo. Ok, mic 1 và mic 2. Đó. Đóng lại. Thì bây giờ khoan, để mình kiểm tra ngõ ra nữa chứ. À, ngõ ra là output 1 và output 2 trên sao cạc ha, là đúng rồi đó. Ok. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới góc màn hình bên đây nè, các bạn mở cái Isoling Roll lên. thì các bạn hãy kéo nó về 34 là đúng rồi nè. Ở đây nó kéo 34 sẵn hết rồi. Thì số 1 và số 2 các bạn kéo nó xuống đây. Đó, số 2 kéo xuống 4 ha. Số 1 kéo xuống chữ 3. Còn lại thì các bạn làm y như trong hình giúp em là được ha, là nó sẽ livestream được. Rồi, save cái profile này lại luôn, save lại để lần sau mình có mở lên nó sẽ nhớ, nó không có nhảy lung tung bang nữa. Rồi, đó là những cái quan trọng nhất khi mà chúng ta thiết lập đầu vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ click chuột phải vào đây nè, chúng ta chọn Add Audio Track. Trước tiên các bạn add nhạc vô trước ha, thì các bạn chọn cái ngõ 34 hồi nãy mình thiết lập á, kéo xuống, kiếm cái chữ link nè, link 34 CT nè, thấy chưa? Click vô. Đó, enter name. Ở đây mình ghi là gì? Nhạc máy tính chẳng hạn. Nhạc máy tính. Ok, bây giờ nó nhảy ra này, thấy chưa? Nó nhảy ra góc màn hình. Tiếp theo, add cái micro vô. Add cái micro là inbox 1 nè các bạn. Inbox 1 tức nghĩa là mi số 1 ha. Đó, ở đây ghi là mi 1. Đúng chưa? Nếu mà ai có xài thêm 2 mic á thì các bạn add thêm một cái nữa đặt là mi 2. Nó chẳng hạn, ví dụ như đây là mi 2. Rồi, mi 2. Thì lát này em sẽ sell cái đồ check này lại cho mọi người luôn ha. Mi số 2. Nên nhớ nha, ở đây các bạn chọn là mono giúp Duy nha. Các bạn chọn CT là hư hết, không có được nha. Bắt buộc phải là mono, micro. Rồi. Còn audio output á, là phải là CT out. Đó. Ra là ra CT, vô là vô mono, mà ra là ra hai loa ha. Add track. Rồi. Đó, bây giờ khi mà Duy Nguyễn mở cái mi số 1 lên là nó đã vào rồi. Rồi. Lúc này là chúng ta đã thiết lập được cái ngõ của micro. Bây giờ chúng ta, cái việc chúng ta cần làm là bấm cái mixer lên để chúng ta thiết lập đầu vào cho micro luôn ha. Bấm phím F3 lên để cho nó hiện cái mixer nè. Đó, đây là cái mixer, cái giao diện làm việc của chúng ta nè. Các bạn hãy vào cái mục mix 1 ở đây. Bấm vào cái chữ E giúp mình ha. Rồi. Các bạn chọn một cái compressor để làm chi? Chúng ta hát nó không có bị vỡ tiếng ha, lỡ mà chúng ta la quá nó không có bị vỡ tiếng. Cái này là ai mà đã từng coi những cái bài cũ của Duy là sẽ biết cách làm nha. Hôm nay là Duy chỉ ôm lại thôi. Đó. Rồi ở đây các bạn chọn một cái reset. Không cần phải chỉnh tay gì đâu. Chọn chữ voc giúp Duy. Rồi như vậy là xong. Rồi lúc này á, trên sau cạc á, các bạn dặn tầm khoảng 10 giờ 11 giờ thôi. Đừng có dặn quá 1 giờ ha. Tại vì quá 1 giờ là bà bảo đảm sẽ bể luôn. Rất là lớn. Rồi. Bây giờ là về cái phần thiết lập compressor đầu vào là đã xong rồi đó. Nó có chữ E, nó có màu rồi nè. Tức nghĩa là nó đã có hiệu ứng rồi đó. Đóng lại, đóng cái, bấm F3 cái nữa là đóng lại ha. Đó, đóng lại. Bây giờ bước kế tiếp là chúng ta sẽ làm cái gì? Thiết lập cho cái Mi 1 này những cái loop gain. Và hôm nay á, Duy Nguyễn sẽ tạo một cái rule set mà ai mở lên cũng xài được luôn. Lý do tại sao mà ai mở lên cũng xài được? Tức nghĩa là Duy chỉ xài bộ quay thôi. Để làm chi? Nhiều bạn á hả, giả sử như Duy Nguyễn xài Trident Equi hay là gì đó, cái không có trong máy thì mở cái reset lên thì xài không được. Cho nên Duy Nguyễn xài cho bộ quay luôn ha. Rồi. Mic 1. Cái đầu tiên vào á, trong cái phần insert nè, các bạn mở cái cổng insert ra giúp Duy nha, insert. Khoan coi nãy giờ có thu âm không nè, nói một buổi trời đã đời không ai đó ha. Rồi bây giờ tắt cái này. Rồi Duy Nguyễn chỉ nói bằng cái ngõ livestream thôi. Ok. À da, xin lỗi. 1, 2, rồi, nó vô rồi mọi người. Trong cái ngõ insert, các bạn, cái ngõ đầu tiên các bạn cho mình một cái reamp hoặc là một cái EQ đều được. Thì reamp là gì? Reamp là một cái bộ khuếch đại âm thanh. Đó, hoặc là EQ. Thì ở trong cái phần mềm Cubase á, nó có cái reamp. Bộ quay nó có một cái reamp luôn, rất là hay. Các bạn vào cái chữ vocal nè, các bạn tìm ha. Đó. Bấm cái bus vic vocal mono nè, chọn vô. Cái này nó vừa ra một cái reamp mà nó vừa ra một cái EQ trong đây luôn, màu sắc đầy đủ trong đây hết. Duy Nguyễn cũng đã tìm hiểu cái bộ này rồi, xài thì nó cũng khá là ok, cho nên Duy chia sẻ trong cái bộ này luôn. Mà phần mềm nào cũng có hết, nó có sẵn ở trong cái bộ quay luôn. À, rất là dễ đúng không? Rồi, các bạn load effect ha. Ở đây mình load cái, các bạn chọn cái hiệu ứng dùm Duy. Có thể là chọn cái lit voc nè. Alo, 126. Đó. Chọn ha. Lit voc. Alo, 12. Cái này nó sáng hơn nè. Hoặc là các bạn có thể chọn mấy cái rock voc hay là gì, pop voc cũng được. Alo, pop voc. Cái pop á, thì thường nó mỏng tiếng vậy lắm ha. Cũng đừng nên cho mỏng quá. Chọn lit đi. Alo, 1267. Thì mình cứ chọn đi. Mình thấy cái nào nó hay thì mình xài. Còn không thì mình sẽ chỉnh lại một tí xíu. Bây giờ tạm thời Duy Nguyễn chọn cái đầu tiên ha. Duy Nguyễn đang chọn cái lead vóc 1. Thì cái lô ở đây á, cái lô ở đây là bass ha. Alo 1 2, cái này là trung. Đó, cái này là trung ha. Cái này mà cái mi nó nhẹ hay không là cái này cũng quyết định luôn nè. Cái e này á là gì? Cái e này là gió, tức nghĩa là nó tạo cái độ xè của cái giọng hát á, nó sáng lên, tức nghĩa là trép á, trép mà dạng trép cao á. Alo 1 2. Đó, khi mà Duy Nguyễn đẩy hết cỡ lên rất là sáng đúng không? Đẩy nó miếng thôi, đừng có sáng quá. Sáng vừa vừa thôi. Alo 1 2. Rồi, cái low kết ở đây á các bạn kết ở 80 dùm Duy nha, 80, sửa nó lại thành 80. Đó. Cắt lên tới 9 mấy, cái giọng của mình nó mỏng dữ lắm, cắt 80 thôi. Rồi cái hai cách khỏi cắt để y vậy là được rồi ha. Rồi ở đây cái DSC nó dặn lên 6 mấy nè, cũng nhiều á. DSC em cho nó tầm khoảng 30 thôi. DSC là gì? Tức nghĩa là mình nó lọc bớt đi những cái tiếng xịt trong đó đó. Ok chưa? Rất là dễ sử dụng đúng không? Alo, rồi để lên 50 luôn, cho mày DSC luôn. Cái compressor này là mình cho nó vừa phải thôi, tại vì cái này mình chưa có cần xài compressor đâu. Alo, 1 2, Duy Nguyễn cho nó tầm khoảng 20. Thì một tí xíu nữa xuống dưới mình sẽ khâm nhiều hơn, cái này là khâm nhẹ thôi ha. Cái focus này là giống như nó gọi là điểm nhấn vô mình ca păng păng păng, nó nhấn cái lời của mình nó rõ ràng hơn. Thì cái này mình có thể xài hoặc không. Thì cứ đẩy nó lên số 1 thử đi. Alo, 1 2. Mà Duy Nguyễn cũng không thích nữa. Lát nữa xuống EQ làm. Cái này cứ up đi ha, không có xài. Low cut up luôn, mấy cái này up hết, không có xài. Chỉ xài nhiêu đó giúp Duy Nguyễn thôi nha. Rồi đóng lại, tạm thời đóng lại. Trước tiên là về cái rề là đã xong rồi. Đó, bây giờ các bạn thêm dùm Duy một cái khum ressort ha. Các bạn có thể không biết xài, các bạn có thể bấm chữ RE. Cái khum này là một cái khum gọi là khum dễ xài nhất, nó chỉ có một núm chỉnh thôi. Để đâu mất tiêu rồi ta. RN. Đây, RN, các bạn bấm RN là nó sẽ ra ha, cái tên này nè. RN. Đó, mono. Chọn mono dùm Duy nha, chọn mono. Rồi. Cái G-sharp này á, các bạn kéo, càng kéo xuống vậy là nó sẽ càng cơm và nó sẽ đẩy lớn cái giọng hát của chúng ta lên. Bây giờ Duy Nguyễn ở đây, Duy Nguyễn cho nó tầm khoảng trừ 5. Alo, 1 2 6 7. Đó, tầm khoảng trừ 5. Hoặc là trừ nữa, nghe không đã trừ lên miếng nữa ha, trừ 8 cũng được nữa. Tùy các bạn thôi. Nhưng mà Duy thấy trừ 5 thôi. Rồi trừ 5, Duy khoái số 5. Rồi để nguyên, cái gen này để nguyên ha, không đụng chạm gì tới nó hết. Ok, bây giờ cái giọng của mình nó đã bắt đầu nó chắc hơn và nó lớn hơn rồi đúng không? Là nó có cơm trong đó luôn. Các bạn đã không biết xài cơm, các bạn vẫn có thể xài được cái này đúng không? Nó vừa cơm mà nó vừa là đẩy cái giọng hát mình lớn lên luôn. Đó. Rồi, tiếp đến các bạn xài một cái EQ. Thì á, để mà thu âm á, thì chúng ta sẽ xài những cái EQ kỹ thuật số, chúng ta cắt những tần số xấu đi. Nhưng mà để livestream thì chúng ta không cần, cho nên là mình không cần xài cái đó, mình chỉ cần xài cái EQ nào mà để nó dễ chỉnh nhất. Dễ chỉnh nhất nha. Ở đây các bạn xài 3 cần thôi. Bass trung trép. ABI nè. Mono. Các bạn chọn vô đây cho mình. Hả? Nhớ nha. Rồi. Kiếm đúng cái này. Cái này có trong bộ quay luôn. Đừng có hỏi mình cái này kiếm ở đâu nha. Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cái gì mà nó dễ nhất. Dễ nhất. Ai cũng phải làm được hết. Đó. Để nhiều người hỏi Duy Nguyễn. Thiệt Duy Nguyễn không biết trả lời sao luôn. Rồi. Ngay chỗ 10.000 nè. Đẩy cho nó sáng lên miếng. Đúng chưa? Cái EQ này nó chỉ có 3 cần thôi. Bass trung trép. Thì bây giờ mình chỉnh cái trép trước nè. Bây giờ á, ngay chỗ 10.000 nè, thấy chưa? 12.500 nè, 7.000 nè, 5.000 nè. Bây giờ Duy Nguyễn chọn 10.000, Duy Nguyễn đẩy lên 2 dB. Ok chưa? Ngay chỗ 5.000 nè hoặc 3.000 vậy nè, có thể Duy Nguyễn đẩy lên 2 dB nữa cho nó sáng. Rồi, bass có cần hay không? Bass thì ở đây bây giờ 100. Alo, 1 2 6 7. Nó dày lên rồi đó. Alo, cái này nó dày hơn nè. 1 2. Rồi, bass Duy Nguyễn nâng ở 100 lên tí xíu. Duy Nguyễn muốn kiếm cái số 150 mà này nó không có. Alo, 1, 2, nghe cũng được. 4 cây. Alo, 1, 2, 6, 6, 6. Rồi. Mỗi cái mi nó mỗi khác. Cho nên là mình phải chỉnh cái EQ làm sao để mình nghe trong cái tai nghe là nó phải hay. Nha. Với lại cái tai nghe rất là quan trọng. Nên đầu tư một cái tai nghe xịn xịn tí. Để mình nghe, để mình cho nó đúng. Chứ để nghe mà nó không đúng là trớt quớt của bắp luôn. Đúng không? Đúng không? Rồi, bây giờ mọi người nghe nó rõ chưa? À, cái gì rồi? Rề, cơm, EQ. Rồi, bây giờ kiếm một cái cắt hơi thở nữa. Cái này là những cái bài trước Duy Nguyễn đã hướng dẫn rồi ha. Bấm chữ Revox giúp Duy Nguyễn nè. Rồi, mono. Chọn tiếp là mono nha. Rồi bây giờ các bạn kéo từ bên cái gây nè, các bạn kéo lên giúp Duy Nguyễn. Đó, các bạn kéo làm sao mà cái màu đỏ này nó xuống khoảng tầm này ha. Đó. Vậy là nó đã cắt được hơi thở rồi. Lúc mà Duy Nguyễn không nói chuyện nè, các bạn nghe nó cắt toàn bộ tiếng nôi. Nói chuyện bắt đầu nó mới kích hoạt. Rất là hay. Rồi cái cơm này cho trừ 5 nữa. Nó cho nó bự lên luôn. Tức nghĩa là vừa cắt hơi thở vừa cơm luôn. Bây giờ cho nó bự thiệt là bự lên. Ca nó vẫn rất là đã luôn. Hiện tại là chưa có reverse, chưa có effect gì hết trơn á. Rồi như đây là đủ rồi nè. Như đây là đủ đồ chơi rồi nè ha. Rồi tạm ốp nó đi. Lát nữa thiếu đủ thì mình thêm vô. Còn bây giờ nè, bắt đầu mình send effect vô. Ví dụ là sau khi mà chúng ta đã làm xong cái mục insert rồi á, thì bây giờ đến cái phần mà send. Send này là FX á. Tức nghĩa là mình sẽ send những cái reverse, delay rồi đó. Mình sẽ cho nó vô ngõ send để nó không làm biến đổi đi cái giọng hát chính của mình ha. Send là gì? Giống như là nó sẽ mượn từ cái track chính ở đây. Nó sẽ giữ nguyên cái track chính của mình. Nó chỉ send vô một cái hiệu ứng nằm ở dưới. Đó, thì mình sẽ cho cái hiệu ứng nó lúc nào nó cũng chìm dưới vậy đó. Để nó không làm mờ đi cái giọng hát chính của mình. Nên nhớ là vậy nha. Reverse là phải nằm ở dưới track chính. Đó. Không có cho nó vô insert. Cho nó vô insert là hư cái sụt hát của mình hết. Rồi, bây giờ bắt đầu nè. Click chuột phải tiếp, chọn Add Effect Check. Các bạn chọn vô. Ở đây á, đầu tiên á, các bạn chọn dùm em là Delay. Delay thì nó sẽ có hai cái delay. Ở đây á, nó sẽ có là Mono Delay và CT Delay. Thì nếu như mà ai thích Mono Delay có thể thêm Mono Delay cũng được. Nhưng mà trong cái project này em sẽ hướng dẫn các bạn xài CT thôi. Ha, CT là đã ok rồi. Và trong bộ quay có luôn. Ở đây các bạn bấm chữ Delay là nó sẽ hiện lên cái chữ là Super Tap nè. Super Tap CT nè. Ha, chọn vô đây. Rồi, Configuration. Các bạn chọn CT nha. Không chọn Mono nữa nha. Chọn Mono là không có ra đâu. Chọn CT, tức nghĩa là vô CT ra CT luôn. Rồi, ở đây đặt tên cho nó là Delay. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn giúp em là một cái effect có thể là Classic single sub-lap nè, hoặc là analog delay đều được ha. Giờ bây giờ chọn thử cái này cũng được. Cái này thì rồi cứ chọn nó đi. Các bạn vô mic 1, các bạn xuống cái phần send nè, các bạn chọn cái delay mà mình vừa mới tạo á, chọn nó vô. Gửi nó vô ha, gửi nó vô. Rồi bây giờ delay nó đã có tác dụng rồi. Các bạn cho nó là số 0 đi cũng được. Rồi bắt đầu các bạn bấm vô chữ E nè, edit, edit ha, edit nó. Mình sẽ lấy hai cái cục này thôi, mình sẽ không lấy cái cục ở giữa, cho nên mình tắt cái cục ở giữa đi. Cục ở giữa là cái giọng ở giữa, giọng hát chính của mình á, không cần, mình chỉ cần hai bên thôi. Đó, ban hết qua trái qua phải giùm em. Đó. Bây giờ nó qua nè, trừ 45 là qua trái nè, 45 là qua phải. Rồi cái feedback này á, 50 á, thì nó dài dữ lắm. Mình cho nó tầm khoảng 20 hoặc 30 thôi. Alo. Đó, em cho nó khoảng 30 thôi để cho nó ngắn lại. Rất đẹp, không? Hai cái này giữ nguyên, nó đang cắt cái EQ ở 3.000. Tức nghĩa là nó cố tình nó làm cho cái delay nó tối hơn cái giọng chính. Để nguyên, y vậy dùm em. Rồi, đóng lại. Cái phần send này nè, các bạn giảm nó. Alo, 1, 2. Các bạn vừa giảm, các bạn vừa alo. Alo, alo. Đó. Làm sao mà cho nó ẩn với giọng hát vậy thôi. Đừng có cho nó quá lớn. Bởi vì nó quá lớn là nó lòi delay ra, nó rất là kỳ ha. Rồi. Tiếp, add một cái reverse vô, add effect check tiếp nè. Ở đây các bạn hãy bấm cái chữ reverse. Cái Cubase 10 này á là nó sẽ có cái thanh tìm kiếm. Còn cái Cubase 5 là nó không có nha. Mọi người chịu cực tìm thủ công nha. Nếu mà không có là mọi người phải tìm thủ công, nó hơi cực. Cho nên lý do tại sao mà em khuyến khích mọi người nên xài Cubase 10 ha. Rồi ở đây là đặt tên cho nó là vợt. Nhưng mà giờ mình xài vợt gì? Nó rất là nhiều cái vợt. Nếu như mà bộ quay á, nếu mà các bạn xài bộ quay á, các bạn bấm dùm mình cái chữ là money. Đây, bấm chữ hai chữ N nha, là nó ra cái này nè, rất là hay. Money M Reverse City. Đó, chọn vô cái này giúp em. Cái này là reverse của bộ quay có sẵn. Đó, vô rồi đó. Cho nên là mình nên xài những gì có sẵn bộ quay đi. Tại vì trong cái project này em muốn mọi người mở ra một cái là xài được luôn. Chứ để mở lên mà không có reverse xịn sò là chết luôn á ha. Rồi vô hàng miss số 1 mà em bảo đảm quý vị luôn. Quý vị làm theo em đi. Cái project này hát sẽ rất là hay. Yên tâm. Đừng có sợ gì hết. Đồ chơi mình có bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu. Rồi mở reverse lên luôn. Cũng là vô cái ngõ send. Mở nó lên. Rồi lại tiếp tục edit. Edit. bật mày lên. Ở đây á, các bạn hãy chọn chữ lát dùm em. Lát là rộng, tức là chúng ta đang ở một căn phòng rất là rộng, để cho nó vang, nó vang dữ dội lên. Rồi vợt thì chúng ta để chữ horn ha, hát line để chữ horn giúp em. Low mid hai gì đó các bạn không cần phải chỉnh đâu, để nguyên đi, nó đã hay rồi. Cái cơm này cũng không cần nữa, cơm này cũng không cần luôn. Nếu mà cần thì các bạn cho nó lên tầm khoảng 20-30 thôi. Alo, được, cho nó cơm cái vợt lên cũng được, nó không có cho quá hỗn, ít thôi. Alo, thôi mà tắt luôn đi, không cần. Rồi cái time này á, để 100% ha. Redelay chút nữa em sẽ chỉ cho quý vị chỉnh cái redelay này cho nó hợp lý, còn tạm thời cứ để y vậy dùm em, hoặc là các bạn để ở tầm khoảng số 60. Alo, để 60 đi, để chi mình ca cho nó rõ cái giọng này ha. Còn nếu như mà redelay mà mình để là 0 á, là nó sẽ vang liền luôn, nó sẽ làm tối lu mờ cái giọng hát của mình dữ lắm. Các bạn để khoảng 50, 60. Alo, 1, 2. Đó, nó rất là rõ cái giọng hát ha. Rồi, vô phần sen giảm nó xuống, cũng vừa giảm vừa alo. 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 6, 7, 90. Alo, 1, 2, 6, 7. Ok, ổn rồi đấy. Rồi, về cái cơ cấu của roll sách này coi như là nó đã quá ổn. Bây giờ chúng ta chỉ cần tinh chỉnh nhẹ lại thôi là đẹp ha. Bây giờ các bạn bấm cái phím F3 lên giúp mình. Đó, vào cái ngõ cuối cùng, cái ngõ CT out nè, chúng ta sẽ cần một cái plugin ở đó. Để làm chi? Để cho nó hạn chế, nó khống chế tất cả các track này, nó không làm vỡ đi, phá vỡ đi những cái mức gain quá lớn trong cái bài hát. Nó sẽ tự động nó làm nhỏ lại, để khi chúng ta like ra nó sẽ được một cái âm thanh sạch nhất nha, sạch sẽ nhất nha. Rồi cũng click vào chữ E giúp em nha, chữ E, edit nè. Rồi bấm dùm em cái chữ center, nó bấm theo center CT, bấm vô đi. Đó, cái này là cái bài trước em chưa có chỉ mọi người đúng không? Làm y như em đi, rất hay. Cái này là nó sẽ cân bằng giọng hát và nhạc ha, cân bằng, giữ nguyên dùm em ở giữa hết, không cần đụng gì đâu. Rồi tiếp theo làm theo em á, vitamin. Vitamin là gì? Là thuốc bổ đúng không? Thuốc bổ. Ha. Rồi chọn CT nha, tại vì CT out là bắt buộc phải là effect, nó phải là CT hết. Chọn mono là ăn hành luôn. Rồi vitamin CT, cái này nó là cái gì? Nó là một cái phần mềm để master. Nó loát thôi, không cần phải chỉnh gì hết. Vô chữ Mastering giúp em, chọn Mastering 1, 2, 3, 4, 5 vậy nè. Các bạn cứ chọn thoải mái, không sao ha. Em khoái số 1 à. Alo, 1, 2. Rồi giữ nguyên vậy cho em, không đụng chạm gì hết, để nguyên luôn, hát live không chỉnh gì hết. Cuối cùng bấm chữ L2. Em hứa luôn cái roll sách này là bảo đảm mọi người mở lên hát là má ơi luôn, rất hay, mà ai cũng làm được hết. Vì sao? Tại vì những cái này là trong bộ quay nó có hết trơn rồi ha, nó có hết trơn rồi. Rồi làm theo em, cái này bấm -3 hoặc là -5 cũng được ha. Cái phần outselling nè, các bạn cho nó là giảm xuống miếng, giảm nó khoảng -0,4, 0,5. Rồi, như vậy thôi là được rồi. Ok, bây giờ là phần master coi như xong luôn rồi đó. Bây giờ mình hát là tự động nhạc với vocal. Nhạc với vocal nó sẽ tự động nó hòa quyện với nhau. Nó, nếu mình dục cái plugin vô là tự động nó hòa quyện với nhau, còn mình không dục vô là nó không có hòa quyện được. Nhạc đi bên, tiếng đi bên. Đó. Ok chưa? Trời ơi, ai mà không coi cái clip này là thiệt, phải nói là một sự hối hận. Yên tâm, các bạn cứ đăng ký theo dõi kênh của em đi. Đến khi mà kênh của em mà được 1000 lượt đăng ký á, mà em live stream được một cái đi ha, là em sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp luôn. Đó, còn hiện tại bây giờ chưa có cho em thông báo live stream, nó chỉ cho live stream mà nó chưa có cho mở cái tab cộng đồng. Cái kênh cũ của em là kênh Nhịp Điệu Giải Trí á, là được hết trơn à. Nhưng mà kênh đó bây giờ em không có hướng dẫn cái này nữa. Kênh đó bây giờ em chuyển qua em làm vlog rồi. Đó, cho nên em sẽ làm tất cả bên kênh này. Cho nên mọi người cứ đăng ký kênh này là được ha. Sắp tới em sẽ còn rất là nhiều cái hay ho luôn. Không những là hát, em sẽ cho các bạn những cái plugin xịn sò hơn để các bạn nâng cấp, update cái trình độ của mình lên. Đó, đồng thời hướng dẫn các bạn thu top ca nè, làm bè nè. Đó, còn nhiều thứ lắm chứ không phải đơn giản gì đâu. Rồi, nói như đó thôi. Còn bữa nay là coi như là tặng ha. Cái project này là em làm xong em tặng cho mọi người xài luôn. Ok. Nếu mà thấy hay thì cho em một like. Ok, 1, 2, 6. Đó. Thì khi mà mọi người like cho em thì em mới làm tiếp được đúng không? Không like cho em lấy đâu động lực em làm. Rồi. Tạm ổn, tạm ổn. Bây giờ chúng ta sẽ mở một bài nhạc lên để chi chúng ta test thử cái project coi nó tới đâu ha. Xong rồi nếu mà cần chỉnh sửa đó thì mình chỉnh sửa lại. Bây giờ hát bài gì đây? Karaoke, hẹn yêu. Trời, bài này hết thuốc. Hiện tại kênh của em là em cũng sợ dính bản quyền lắm cho nên không biết làm sao nữa. Hẹn yêu mà tại em hôm bữa em có hát rồi, thấy cũng được. Hẹn yêu biết chuẩn hả? Để nghe thử coi nhạc có chuẩn không. Ôi bài này cao lắm. Rồi lát nữa chỉ cho mọi người giảm tông nữa, trời quên. Bây giờ vậy luôn đi, bây giờ thêm một cái plugin vô nhạc giùm em. Tại vì nói cao lắm các em mới nhớ. Ngay cái chỗ chỉ nhạc nè, nhạc máy tính nè, các bạn insert luôn, insert tiếp. Các bạn bấm giùm em cái chữ là B-I-T-H. Đó. Kéo xuống kiếm cái chữ là Sound Sister Bit CT vậy nè. Đó, cái chữ này nè ha, click vô. Ok. Thì cái này á, là một cái phần mềm tăng giảm tông của bộ quay rất là hiệu quả và nhẹ, nó không có ngốn nhiều CPU. Nè, cộng 1 là nó lên, cộng 2 là nó lên ha. Rồi cứ để yên nó đi. Ok, bây giờ chưa có auto tune, chưa có auto tune. Chút xíu nữa bỏ tune vô. Rồi, bây giờ hát trước thôi. Hai muốn tune không? Tune cho em tune luôn. Nà. Auto tune bỏ cuối cùng giùm em ha. Bỏ ra dưới đi. Rồi, bấm chữ auto tune pro. Đó. Click vô cái bánh xe một cái. Chọn Yulo Licenti để cho đừng có bị trễ tiếng nha. Không click vô đây là trễ tiếng đấy. Click vô. Rồi, thiết lập một vài thông số. Ở đây các bạn chỉnh giùm em 50 luôn đi. Đó, ở đây 50 luôn. Rồi. Thằng này cho 20 giữ nguyên ha. Mình giọng nam chọn xuống lô Malay hoặc là cái alto Neto gì nè. Rồi chọn alto Neto, dứt mày luôn. Để nguyên ha, không đụng chạm gì hết. Rồi trên cái chữ nhạc máy tính nè, các bạn dùng thêm một cái phần mềm dò tông nữa. Dò tông để làm chi? Lát nữa nó biết bài hát nó tông gì để nó tune cho nó đúng, cho để nó tune trật lắc cái hát ra cản luôn. Rồi, giữ nguyên. Rồi, khi hát chỉ cần bật hai này lên là đủ. Đúng chưa? Wow, bây giờ thu lại luôn. Chúng em sẽ thu cái giọng hát em lại luôn để có gì em chỉnh cho nó dễ. Bây giờ hát bài gì, bài gì? Bài này phải không? Thôi bài này đi. Nè, em mở thử cho mọi người nghe nè, nó sẽ tăng giảm tông nè. Hôm bữa em nhớ có các bạn nào hỏi em cái vụ mà giảm tông. Nè, cộng 1. Thấy chưa? Tăng tông. Giảm tông. Tại sao phải dục này ở trên thằng này? Nè, theo thứ tự nè, này trước này sau. Để làm chi khi mà nó giảm tông rồi nó dò tông nó mới ra. Dục này trước là đi ra cản luôn á nghe. Đó, vậy nè. Ok chưa? Mà cái beat này nhanh lắm em không thích. Em hát một cái. Mở tune lên. Alo, đó. Ai rồi. Vui trong lòng những anh. Yêu thương chôn vùi nơi anh khóc rồi, khóc thân rồi em ơi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là buông thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ, chẳng phải anh đâu. Ngộ nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đâm sao. Hứa với anh sao em phải hạnh phúc. Đừng bận tâm anh vãi gánh đau thương anh cô vợ không yếu đuối. Em chính là một phần nhịp đập dần chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Ok. Rồi, cái project này là coi như tạm ổn. Nếu mà bass trap gì đó, các bạn hãy vào đây, các bạn chỉnh lại ha. Bass trap của cái micro các bạn vào đây chỉnh lại. Hoặc là độ lớn nhỏ, cái độ lớn nhỏ rất là quan trọng. Các bạn chỉnh trên cái sao card ha, chỉnh trên sao card, dặn làm sao cho micro nó vừa đủ. Chứ còn một cái project như vậy thì nó đã rất là chơi, rất là hay rồi. Đó, reverse delay đầy đủ ha, em để sẵn ở đây hết. Rồi, tạm ổn. Bây giờ em xin phép chào toàn thể cả nhà nha. Chúc cho các bạn một ngày thật nhiều niềm vui. Và nhớ đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh của Duy Nguyễn Studio nha. Xin chào tạm biệt mọi người.